Hello chào các bạn nhé, rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở tài khoản ngân hàng Kick và làm thẻ ATM miễn phí tại nhà. Sẽ có một chiếc thẻ cứng như thế này để mà sử dụng cho việc rút tiền cũng như là thanh toán mà hoàn toàn miễn phí luôn nhé. Rất là tuyệt vời. Kick đây chính là một dịch vụ ngân hàng số được phát triển bởi ngân hàng VPBank kết hợp với lại B Group. Điểm mà mình thích nhất ở Kick đó chính là sử dụng hoàn toàn miễn phí luôn. Chúng ta không cần mất bất kỳ loại phí nào nếu như chỉ sử dụng tài khoản và sử dụng thẻ ghi nợ. Hàng tháng, hàng năm chúng ta sẽ không cần phải mất phí duy trì tài khoản hay là phí thường niên của thẻ. Đồng thời là cho phát hành và sử dụng một chiếc thẻ ATM như thế này hoàn toàn miễn phí luôn. Không mất phí thường niên, không mất phí phát hành thẻ và không mất phí rút tiền luôn. Đó. Với thẻ này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để mà rút tiền tại bất kỳ cái ATM nào của hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam nhé. Và đặc biệt là không mất phí rút tiền, rất là tuyệt vời. Còn nữa, hiện tại Kick đang có một chương trình ưu đãi rất là ngon. Khi các bạn mở tài khoản, các bạn nhớ tải ứng dụng thông qua đường link ở phía dưới mô tả video và nhớ nhập mã giới thiệu đầy đủ thì các bạn sẽ nhận được tiền thưởng 30.000 đồng từ ứng dụng Kick nhé. Và sau đó các bạn có thể sử dụng mã giới thiệu của các bạn, chính là số điện thoại đăng ký của các bạn để mà đi giới thiệu người mới đăng ký và sử dụng ứng dụng Kick để mà được nhận tiền thưởng 50.000 đồng cho mỗi một lượt giới thiệu thành công. Không giới hạn số lượng giới thiệu. Đó. Lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để mà có thể được nhận tiền thưởng cao hơn 50.000 đồng nhé. Chương trình hiện tại là như vậy. Nếu mà có gì thay đổi thì mình sẽ cập nhật ở bên dưới mô tả video nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết từng bước đăng ký tài khoản Kick, làm thẻ Kick. Các bạn nhớ làm theo đúng hướng dẫn để mà có thể được nhận tiền thưởng 30.000 đồng nhé. Rồi ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên các bạn hãy nhấn vào đường link tải ứng dụng ở bên dưới mô tả video, tức là trên điện thoại di động thì các bạn hãy bấm vào tiêu đề của video để mà mở nội dung mô tả. Và đây chính là đường link cài ứng dụng Kick đây. Nếu mà cài cho Android thì các bạn chọn link Android, còn nếu mà cài cho iPhone thì các bạn chọn link iOS. Đó, các bạn nhấn vào đường link nhé. Rồi, các bạn tiến hành cài đặt lên điện thoại di động. Rồi, cài đặt thành công, các bạn tiến hành mở ứng dụng Kick ra và tiến hành đăng ký tài khoản. Rồi, các bạn nhấn vào Kick ngay. Rồi, các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào để mà tiến hành đăng ký tài khoản. Rồi, nhập xong các bạn nhấn vào tiếp tục. Rồi, đến đây, quốc tịch là các bạn chọn Việt Nam nhé. Tiếp theo, số điện thoại người giới thiệu thì các bạn hãy nhập chính xác số này vào 0968755839 nhé. Các bạn hãy nhập chính xác vào để mà được nhận tiền thưởng 30.000 đồng nhé. Rồi, nhấn vào tiếp tục. Rồi, hệ thống sẽ gửi mã OTP qua tin nhắn về số điện thoại của các bạn. Các bạn lấy mã điền vào. Rồi, đến đây, các bạn nhấn vào bắt đầu. Rồi, lần lượt chụp ảnh mặt trước và mặt sau của chứng minh dân. Đầu tiên là chụp ảnh mặt trước. Chụp không bị lóa sáng và làm tròn bên trong khung hình nhé. Dùng hình này. Rồi, tiếp theo là đến mặt sau. Dùng hình này. Rồi, bây giờ là các bạn tiến hành chụp ảnh khuôn mặt. Để làm sao để mà khung hiện ra khung màu xanh thì mới được nhé. Các bạn mới chụp nhé. Rồi, ok. Tiếp theo là các bạn bổ sung thông tin. Đầu tiên là email thì các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào, tức là các bạn có thể điền Gmail của các bạn vào. Tình trạng hôn nhân. Rồi tiếp theo là địa chỉ thường trú các bạn bổ sung vào. Tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã, số nhà, tên đường và v.v. thì các bạn lựa chọn và điền đầy đủ vào nhé. Rồi xong. Sau đó nhấn vào tiếp tục. Rồi, bây giờ các bạn tạo tên đăng nhập và mật khẩu để mà sử dụng cho tài khoản Kick nhé. Đầu tiên là tên đăng nhập, các bạn phải viết liền và không giấu nhé. Và không được trùng với bất kỳ ai nhé. Nếu mà báo lỗi, bị trùng thì các bạn phải thay đổi lại tên khác. Có thể là sử dụng cả chữ cái và chữ số. Rồi mật khẩu hợp lệ là từ 8 đến 14 ký tự. Và phải bao gồm cả chữ cái viết thường, chữ cái viết hoa và chữ số thì mới hợp lệ nhé. Rồi, tiếp tục. Đăng nhập bằng vân tay, các bạn có thể thiết lập để mà đăng nhập cho tiện luôn. Ok. Rồi, như vậy là mình đã đăng ký tài khoản thành công rồi. Mình đã có một tài khoản ngân hàng Kick rồi. Số tài khoản đây cũng chính là số điện thoại đăng ký luôn. Và số dư khả dụng đây, do mình mới đăng ký thành công, chưa nạp tiền vào cho nên là đang có 0 đồng thôi. À, còn tiền thưởng 30.000 đồng như mình đã nói ở đầu video
thì các bạn sẽ không được nhận ngay mà sẽ cần phải chờ đợi trong vòng 15 ngày làm việc nhé. Đây, nằm trong thể lệ của chương trình giới thiệu bạn bè. Thời gian trả thưởng cho khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng, tặng tiền khi mở tài khoản của chương trình là trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày người được giới thiệu được hệ thống ghi nhận mở tài khoản thanh toán kết. Đó, nói chung là mở tài khoản thành công chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi. Trong vòng 15 ngày chúng ta sẽ nhận được tiền thưởng 30.000 đồng cộng vào tài khoản. Nhưng mà tiền thưởng này sẽ không cộng vào tài khoản thanh toán mà nó sẽ cộng vào số dư tiền cashback này nhé. Đó, tất cả tiền thưởng sẽ được cộng vào tiền cashback này. Với tiền cashback này thì chúng ta không thể rút về hay là chuyển đi đâu, mà chúng ta chỉ có thể sử dụng để mà thanh toán ở trên ứng dụng cash này thôi. Ví dụ như là chúng ta có thể mua thẻ cao hoặc là thanh toán các dịch vụ như là tiền điện thoại, hóa đơn điện nước, hóa đơn internet, truyền hình cáp, vé máy bay, học phí, khoản vay, thẻ tín dụng v.v. chung cư, các kiểu, các dịch vụ, đó nói chung là như vậy. Rồi ok, còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký nhận thẻ ATM nhé. Tức là khi mà các bạn đăng ký xong như vậy là các bạn mới có tài khoản để sử dụng thôi. Có thể sử dụng online để mà chuyển tiền, nhận tiền v.v. Nhưng mà các bạn chưa có thẻ để mà sử dụng đâu. Các bạn muốn lấy thẻ thì sẽ cần phải đăng ký nhận thẻ tiếp như sau. Tại trang chủ, tức là mục ngân hàng này, các bạn kéo xuống phía dưới. Ở đây chúng ta sẽ thấy có 3 loại thẻ. Vậy thì nên mở cái nào? Cái này thì tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tiên là đối với thẻ Visa Credit, đây chính là thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng có nghĩa là thẻ trả sau, chúng ta có thể sử dụng tiền trước sau đó mới nạp tiền vào để mà trả nợ. Thứ hai là Mastercard Debit. Thì thẻ Debit có nghĩa là thẻ ghi nợ. Thẻ ghi nợ thì được liên kết với tài khoản ngân hàng để mà sử dụng tiền trong tài khoản luôn. Rồi tiếp theo là Mastercard Visa Debit. Đây cũng chính là thẻ ghi nợ nhưng mà là thẻ ảo, thẻ mềm chỉ sử dụng trên ứng dụng thôi, sẽ không có thẻ cứng như thế này để mà cơm nắm để mà rút tiền. Đó, thẻ ảo thì chỉ có thể sử dụng trên ứng dụng, xem mã thẻ các kiểu ở trên ứng dụng thôi. Cho nên là nên mở cái nào? Nếu mà các bạn chỉ cần một chiếc thẻ ATM như thế này để sử dụng cho mục đích rút tiền tại cửa ATM hoặc là thanh toán thay thế tiền mặt thì các bạn nên sử dụng thẻ Mastercard Debit ở đây là hợp lý nhất. Tức là các bạn sẽ có một chiếc thẻ cứng như thế này để mà sử dụng. Và với thẻ này là hoàn toàn miễn phí luôn, được phát hành miễn phí, giao tận nhà luôn. Và sau này các bạn sử dụng cũng không phải mất bất kỳ loại phí nào, không mất phí thường niên, không mất phí rút tiền luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Còn đối với thẻ Visa Credit này thì sẽ phải mất phí thường niên, mất phí rút tiền rất là cao nhé. Cụ thể đây, với thẻ tín dụng sẽ phải mất phí thường niên là năm đầu tiên thì sẽ được miễn phí, từ năm thứ hai trở đi sẽ là 199.000 trên một năm và sẽ được miễn phí nếu tổng chi tiêu tối thiểu 20 triệu trong năm liền trước. Đó. Và phí giao dịch sẽ là phí giao dịch nước ngoài 3% giá trị giao dịch, phí rút tiền mạng 3% giá trị giao dịch. Đó, đối với thẻ tín dụng thì phí rút tiền rất là cao, 3% trên số tiền rút. Còn thẻ ghi nợ Mastercard Debit thì sẽ miễn phí rút tiền luôn, rất là tuyệt vời. Do vậy nên là các bạn không có nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng, các bạn chỉ cần một chiếc thẻ để mà sử dụng cho việc rút tiền, thanh toán thì các bạn chỉ nên sử dụng thẻ Mastercard Visa Debit thôi. Rồi, để mà đăng ký nhận thẻ nào thì các bạn nhấn vào, các bạn nên chọn Mastercard Debit này. Sau đó các bạn nhấn vào phát hành thẻ ngay. Ở đây, hệ thống cho các bạn lựa chọn 5 màu thẻ, các bạn muốn sử dụng thẻ màu gì thì các bạn lựa chọn. Ở đây chỉ là màu sắc thôi, không ảnh hưởng đến chức năng cũng như là hạn mức của thẻ đâu, cho nên là cứ chọn vô tư nhé, thích màu gì thì chọn. Rồi, nhấn vào tiếp tục. Rồi, đây chính là địa chỉ nhận thẻ, các bạn kiểm tra lại xem là đã chính xác hay chưa. Nếu chưa chính xác thì các bạn chỉnh sửa lại sao cho chính xác để mà hệ thống sẽ tiến hành gửi thẻ theo địa chỉ này về tận nhà cho các bạn. Rồi, nếu mà địa chỉ đã chính xác, các bạn nhấn vào xác nhận địa chỉ nhận thẻ. Thẻ đang được sản xuất. Rồi ok, như vậy là đã đăng ký nhận thẻ thành công rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi. Phía ngân hàng kết sẽ tiến hành làm thẻ, sau đó là tiến hành gửi thẻ cho chúng ta theo địa chỉ mà chúng ta đã cung cấp. Chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà chờ đợi khoảng từ 1 đến 2 tuần là sẽ nhận được thẻ nhé. Rồi ok, sau khi mà các bạn đã nhận được thẻ về rồi thì bây giờ các bạn chỉ cần vào ứng dụng tiến hành kích hoạt thẻ và tạo mã PIN, tức là mật khẩu của thẻ, là có thể sử dụng thẻ này được rồi. Để mà kích hoạt thẻ rất đơn giản thôi. Tại trang chủ, các bạn tiếp tục kéo xuống phía dưới rồi nhấn vào loại thẻ mà các bạn muốn kích hoạt. Như của mình ở đây đã hiển thị ra thẻ ở đây do là mình đã kích hoạt thẻ. Còn các bạn mà chưa kích hoạt thẻ thì ở dưới này sẽ có một nốt là kích hoạt thẻ, các bạn chỉ cần nhấn vào đó. Sau đó là hệ thống yêu cầu các bạn điền số thẻ thì các bạn tiến hành lấy số thẻ
được in trên thẻ của bạn. Số thẻ chính là dãy số bao gồm 16 số được in trên thẻ của bạn. Các bạn tiến hành lấy tiền vào và các bạn tiến hành tạo mã pin rút tiền. Mã pin sẽ bao gồm 4 chữ số nhé. Rồi tiến hành kích hoạt, thế là xong. Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký mở tài khoản cách và làm thẻ cách tại nhà rồi. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về chương trình giới thiệu bạn bè để mà các bạn có thể tham gia kiếm tiền không giới hạn từ ứng dụng cách này nhé. Đây, các bạn hoàn toàn có thể tự vào xem. Tại trang chủ, các bạn vào giới thiệu cách ở đây. Rồi, các bạn có thể nhấn vào thể lệ để mà xem chi tiết về chương trình. Tiếp theo, các bạn chọn tháng mà các bạn cần xem. Chương trình giới thiệu khách hàng tháng 9, tháng 8, tháng 7 đây. Hiện tại tháng 9 cho nên là các bạn sẽ vào xem tháng 9. Còn mấy nữa mà tháng 10, tháng 11 nếu còn thì các bạn tiếp tục vào xem chương trình của tháng đấy thôi. Đó, nhấn tiếp vào để mà xem chi tiết. Ở đây nói rất là rõ ràng rồi. Về thời gian chương trình, cái này chỉ để từng tháng thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là sang tháng 10 sẽ tiếp tục của gia hạn tiếp của tháng 10. Cơ cấu giải thưởng đây, tặng 50.000 đồng cho người giới thiệu và 30.000 đồng cho người được giới thiệu. Thể lệ chương trình, người giới thiệu cần giới thiệu mở tài khoản và gửi đúng đường link giới thiệu trong ứng dụng Quick. Người giới thiệu cần nhập mã giới thiệu và v.v. đây. Đó. Nói chung là các bạn sẽ tiến hành lấy đường link để mà đi giới thiệu và sẽ sử dụng mã giới thiệu, chính là số điện thoại đăng ký của bạn để mà cho người được giới thiệu nhập vào. Thì người đó coi như là do các bạn giới thiệu. Khi mà người đó đăng ký thành công là các bạn sẽ được nhận tiền thưởng trong vòng 15 ngày làm việc. Đó. Và đây, thời gian nhận thưởng đây. VPBank sẽ chuyển tiền thưởng của chương trình trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thỏa mãn điều kiện nhận thưởng. Đó. Đây, lấy đường link thì các bạn chỉ cần nhấn vào giới thiệu cách, sau đó là các bạn nhấn vào chia sẻ ở đây. Sau đó là các bạn nhấn vào sao chép để mà tiến hành sao chép lấy nội dung bao gồm cả đường link giới thiệu. Sau đó là các bạn có thể gửi cho bạn bè thông qua tin nhắn hoặc là Facebook, Zalo các kiểu. Hoặc là thậm chí các bạn có thể làm video giới thiệu giống như mình, hoặc là viết bài viết giới thiệu thông qua blog, website các kiểu. Cái này thì mỗi người sẽ có một phương pháp để mà đi giới thiệu. Và như mình đã nói, tất cả tiền thưởng sẽ được cộng vào mục cashback ở đây. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây, hiện tại mình đang có tiền cashback là 2.393.000, là tiền mình giới thiệu bạn bè nhận được. Tất nhiên thì mình đã kiếm được số tiền nhiều hơn ở đây, nhưng mà mình đã dùng hết rồi, chỉ còn lại bằng này thôi. Đó là việc giới thiệu trực tiếp ở trên ứng dụng sẽ được 50.000 đồng cho mỗi một lượt giới thiệu như vậy, và tiền thưởng được cộng vào cashback. Rất là ngon phải không nào? Nhưng bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cách ngon hơn, một cách để mà đi giới thiệu nhận được tiền thưởng cao hơn, đồng thời tiền là tiền mặt rút về tài khoản ngân hàng luôn. Đó chính là các bạn tiến hành tham gia thông qua AssetJay, tức là lấy đường link giới thiệu thông qua AssetJay, và tiền thưởng sẽ do phía AssetJay trả. AssetJay ở đây chính là một nền tảng tiếp thị liên kết lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Với cách này thì mỗi một lượt giới thiệu các bạn sẽ được nhận tiền thưởng từ 62.000 cho đến 72.000 cho mỗi một lượt giới thiệu, tùy vào số lượt giới thiệu thành công mỗi tháng. Trong mỗi tháng các bạn giới thiệu được càng nhiều thì tiền thưởng sẽ càng được nâng lên. Đó là như vậy. Đây, các bạn mà giới thiệu được từ 0 đến 5 đơn, tức là từ 0 đến 5 lượt giới thiệu thành công, thì các bạn sẽ nhận được tiền thưởng là 62.000 đồng cho mỗi một lượt giới thiệu. Giới thiệu từ 5 đến 20 đơn là sẽ được 65.000, 20 đến 50 là 66.000, đó cứ thế mà. Trên 2.000 đơn là sẽ được 72.000 cho mỗi một lượt giới thiệu thành công. Đó, các bạn hãy hiểu là như vậy. Trên 3.000 đơn thì các bạn có thể liên hệ để mà được nâng hoa hồng lên đến 78.000. Đó là về giới thiệu gián tiếp thông qua AssetJay thì các bạn sẽ được hoa hồng cao như vậy. Như vậy thì cách tham gia cụ thể như thế nào? Cái này thì đầu tiên là các bạn sẽ cần phải đăng ký một tài khoản AssetJay nhá. Đây chính là một trang tiếp thị liên kết lớn tại Việt Nam. Với AssetJay thì các bạn không chỉ là kiếm tiền từ ứng dụng cách đâu, mà còn có rất nhiều ứng dụng các bạn có thể tham gia giới thiệu để mà kiếm tiền. Cụ thể là như thế này. Nếu bạn nào chưa có tài khoản AssetJay thì các bạn sẽ cần phải đăng ký một tài khoản AssetJay. Đường link đăng ký mình sẽ để ở phía dưới mô tả video nhé. Sau khi đăng ký đã có tài khoản AssetJay rồi, các bạn chỉ cần vào menu trên điện thoại di động thì các bạn nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang. Rồi các bạn vào mục chiến dịch. Sau đó các bạn tìm đến chiến dịch cách, có thể gõ tìm kiếm ở đây cho nhanh. Đây, ở đây sẽ có 3-4 chiến dịch cách. Các bạn nên chọn checking mấy này nhé, thì sẽ ổn định hơn. Các bạn muốn tạo link để mà giới thiệu cho Android thì các bạn chọn cake Android. Muốn tạo link giới thiệu cho iOS thì các bạn chọn cake iOS. Các bạn nên chọn cả hai để mà giới thiệu cả hai. Ai sử dụng
thiết bị nào thì người ta có thể tải cho thiết bị đó. Rồi các bạn chọn lấy chiến dịch đó. Nếu mà lần đầu tiên vào thì sẽ hiện ra nút đăng ký, thì các bạn tiến hành nhấn vào đăng ký chiến dịch. Sau khi các bạn nhấn đăng ký thành công sẽ được duyệt ngay lập tức. Và sau khi đã được duyệt chiến dịch này rồi thì các bạn nhấn vào tạo link, đồng ý điều khoản. Rồi sau đó các bạn tiến hành tạo link thôi. Nhớ tạo cả link rút gọn để mà đường link giới thiệu sẽ ngắn gọn hơn nhé. Rồi sau đó các bạn copy lấy đường link rút gọn này để mà đi giới thiệu thôi. Cứ ai mà tải ứng dụng, cứ ai mà nhấn vào đường link này để mà tải ứng dụng Kick, sau đó là họ mở tài khoản, đăng ký tài khoản Kick thành công là các bạn sẽ được ghi nhận, được nhận hoa hồng đó. Còn thời gian nhận hoa hồng thì các bạn có thể xem chi tiết ở đây. Thời gian trả thưởng đây, F1 nhỏ hơn hoặc bằng 7 ngày. Trong vòng 7 ngày chúng ta sẽ nhận được hoa hồng đó. Và nếu mà chúng ta tham gia thông qua SJ thì tiền thưởng sẽ không cộng vào kết mà sẽ cộng vào số dư hoa hồng trên tài khoản SJ nhé. Sau đó là SJ sẽ tiến hành chuyển khoản cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần thêm tài khoản ngân hàng vào. Các bạn nhấn vào biểu tượng avatar ở góc màn hình này, rồi nhấn vào thông tin thanh toán. Sau đó các bạn điền thông tin tài khoản ngân hàng vào, là khi mà có tiền đến thời hạn là phía SJ sẽ tự động chuyển tiền cho chúng ta. Rất là đơn giản như vậy thôi. Và với SJ thì không chỉ là có kết đâu, ngoài ra còn có rất nhiều chiến dịch khác, rất nhiều ứng dụng khác để mà các bạn có thể tham gia giới thiệu để mà kiếm tiền. Ví dụ như là VP Bank này, TNX này, VNPay này, MB Bank này, v.v. Rất là nhiều. Về SJ thì các bạn nên tìm hiểu chi tiết hơn qua video này, cách đăng ký kiếm tiền về SJ, tạo thu nhập thụ động bền vững. Đó, xem xong video này các bạn sẽ biết cách tham gia kiếm tiền trên SJ. Không chỉ với cách mà còn có rất nhiều chiến dịch khác, hoa hồng rất là cao. Rồi ok, video này chỉ như vậy thôi. Còn câu hỏi gì thắc mắc thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới video nhé. Còn bây giờ các bạn hãy cho mình xin một like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ở bên dưới. Sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông bên cạnh cho tất cả, để theo dõi nhiều video bổ ích khác từ kênh Sơn Gym nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.